ba mẹ con nó thì mất hay là cũng mười mấy năm rồi. Thật ra cái những năm đầu á thì con có hồi hướng khi mà con làm được cái việc tiết kiệm gì á, mà hồi hướng cho ba mẹ con sao mà thì con không biết là con không nhớ cái sự con nghĩ là rất lâu rồi á thì mà mình không có còn hồi hướng nữa, cho nên là bây giờ con bật cái sự đó mà con tập lên tiếp tục hồi hướng thì là ừ. Như thế này nè, là mỗi chúng sanh có tuổi thọ của họ. Ví dụ như loài người mình tuổi thọ khoảng 100 năm hoặc 80 năm. Rồi một cái loài nào đó họ có cái tuổi thọ của họ. Riêng cái loài ngạ quỷ đó thưa quý vị, cái tuổi thọ họ rất là lâu. Mà mình gọi là những cái loài mà khuất mặt ấy, tuổi thọ họ rất là lâu, họ sống có khi là từ cái kiếp, từ cái tuổi một cái vị Phật này cho tới vị Phật khác, họ vẫn chưa hết cái kiếp ngạ quỷ của họ. Có nghĩa là nếu người thân của mình mà lọt vào cái loài ngạ quỷ đó, xin thưa là từ cái lúc mà mình sống đến lúc mình chết rồi, người thân của mình họ vẫn tiếp tục làm ngạ quỷ. Cho nên có rất nhiều mà mình gọi là cô hồn ngạ quỷ đó, chẳng qua họ là những người mà người thân qua đời, hoặc là người thân quên họ, chết lâu quá rồi. Thậm chí bây giờ mình nghĩ ông Tần cố tổ của mình chết hồi nào hồi nào mình làm gì còn nhớ nữa. Thì khi mà mình không còn nhớ tới nữa, họ không có đối tượng hồi hướng phước cho họ, thì họ thành những cái đối tượng gọi là lang thang, họ tiếp tục họ chịu khổ. Tại vì họ không có ai hồi hướng phước hết, họ tiếp tục họ chịu khổ. Mà quý vị biết là tuổi thọ của loài ngạ quỷ nó rất là lâu. Mình gọi là tuổi thọ của cái loài khuất mặt ấy, nó lâu lắm thưa quý vị. Và mình đừng có nói là mình hồi hướng phước như vậy chỉ cho cha cho mẹ mình thôi. Tại vì đó là cha là mẹ của mình đời này, rồi cha mẹ mình đời khác nữa làm chi. Mà do cái kiếp sanh tử luân hồi đó, thành ra mình không có nhớ. Chứ còn Đức Phật nói là thật khó để mà tìm một cái chúng sanh nào chưa từng làm cha làm mẹ của mình. Mà trong kinh bên ngoài bức tường ấy, thì có mô tả là người thân quyến thuộc của mình mà sanh làm cái loài ngạ quỷ đứt đầy xung quanh mình hết, đúng rồi, đầy xung quanh ngôi nhà của mình hết ấy. Toàn cha toàn mẹ của mình đời trước không ấy, để chi họ chờ mình làm phước, họ hướng phước cho họ. Mà có nhiều người họ không biết ấy, họ bỏ lơ, thì cha mẹ của mình không có hưởng được thì tiếp tục đói khổ sống với cái kiếp đó thôi. Sư không có thể nào mà sư chắc chắn là cha mẹ quý vị đang tái sanh ở cái hoàn cảnh nào, sư không biết. Cha mẹ đời này sư không biết đâu, tại sư không có thần thông. Tuy nhiên có một điều chắc chắn là có những người cha người mẹ quý vị hiện tại đang ở cái kiếp ngạ quỷ. Cái này sư không phải là sư bịa ra, mà do cũng trong cái bài kinh đó Đức Phật nói sẽ có những cái người cha người mẹ quyến thuộc quý vị hiện tại bây giờ đang làm ngạ quỷ như thế, chờ quý vị làm phước hồi hướng phước mỗi ngày mỗi giờ. Thành ra đó, đừng có chờ đúng ngày đúng tháng, mà mình thường có thói quen đó. Thí dụ như 49 ngày, thí dụ 1 năm 2 năm mình còn siêng, chứ còn lâu dài lúc mình bỏ lơ mình quên đi thì nó kẹt lắm. Tại vì người thân của mình ấy, họ chờ mình làm phước hồi hướng cho họ mỗi ngày, mà mình bỏ lơ như vậy á, khi mình bỏ lơ người thân mình đói khổ tội nghiệp. Sư lặp đi lặp lại, đừng bao giờ chờ cho tới ngày tới tháng, làm phước mỗi ngày hồi phước cho người thân của mình. Nếu như không phải người này hưởng thì người kia cũng được hưởng, không phải cha mẹ mình đời này hưởng thì cũng cha mẹ ở đời khác hưởng. Đừng lo cái chuyện mình làm phước không có ai hưởng, yên tâm cái chuyện đó. Và nhớ đừng có lơ là cái chuyện này, bởi vì nhân nào quả đó. Bây giờ mình siêng năng hồi hướng phước cho người thân của mình, sau này đó mình chết, chẳng may, đương nhiên không có ai muốn vô loài ngạ quỷ hết, nhưng mà chẳng may đó mình sanh vào cái loài đó, mình còn có thân bằng quyến thuộc hồi hướng phước cho mình ha. Cho mình và cũng cho người thân của mình, thành ra ráng làm phước mỗi ngày hồi hướng phước cho người thân, ráng cái chuyện đó.